thì anh sẽ chỉ ra những cái gì cơ bản ha, rồi sau này cụ thể thì mình tìm hiểu thêm, mình biết thêm. Bây giờ máy tên này là cái này, cái nắp này gọi là bộ đảo bản gốc. Thì khi nào một sắp mình cầm photo mình để thế này, để cầm photo để mặt cầm phô ngửa lên ha. Thì chỗ này mình ví dụ giả sử mình copy mà tình trạng là một bộ thôi, thì mình ví dụ như một bộ thì nhắn bình thường, đang ở một bộ thì nhắn lúc này tự động nó sẽ kéo xuống nhắc tạm nó quan trọng đó, tự động nó sẽ vào một bộ. Đây là ở trạng thái copy bình thường, không có cần mình căn chỉnh vậy, có nghĩa là bản gốc ra sao là bản copy ra vậy, ở một bộ. Ví dụ giả sử như thế này, cái bản gốc của mình hai mặt thì mình chọn cái phần hai mặt ha, hai mặt này, hai mặt bản gốc hai mặt thì chọn phần hai mặt, thì bản copy nó sẽ ra hai mặt. Còn nếu bản gốc của mình á mà một mặt, mình muốn dồn cái trang này thành một bản hai mặt, có nghĩa là bản gốc của mình một bản thôi, muốn dồn bốn tờ này thành một bản gốc thành hai mặt thì mình chọn cái phần số 1 ha. Em thấy hai mặt này nó dồn lại ha. Hai mặt nó dồn lại thì mình tự động mình nhấn này, tự động nó sẽ photo đã in nguyên rồi. Đúng rồi hai mặt thành một mặt. Đúng rồi có nghĩa là cái bản sao nó sẽ ra hai mặt ha. Đây bản sao nó ra hai mặt đúng không, bản sao hai mặt. Đối với bản gốc một mặt dòng lại để tiết kiệm giấy. Thay ý này là xong. Kế bên cái này là nó có bốn. Hiện giờ là máy này nó có 5 khay giấy. Khay 1, khay 2, khay 3, khay 4 và khay paper. Thì những cái khay giấy mình có thể là mình chọn A4, A3, A5, A6 gì tùy cho mình. Giả sử bây giờ anh muốn cái khay số 1 là hiện giờ là A4 ngang đúng không? Mình muốn chỉnh thành A5 thì mình khay giấy này. Giả sử sau này em có tài liệu A5 hay là A3 thì em để giấy A5 vào này, thì chỗ này nó có vị trí A5 này. Em chỉnh cái giấy A5 vào. Giả sử thôi nhé. Ít A5 đúng không? Thì bây giờ A4, bây giờ cái khay này A4 nè, để mình set A4. Còn nếu cái khay số 2 A3 là mình đang set A3, còn khay số 3 là A3, bây giờ muốn set là A4 dọc đi chẳng hạn ha. Thì khay số 3 này. Thì em kéo ra, em để giấy nhiều thay. Đây bây giờ cái này nè, cũng đơn giản là bật cái này chuyển lại A4 dọc, thấy không, A4 dọc thì kéo cái này vô cho nó sát. Bây giờ ngang một cái ngang cái dọc rồi nè, A4 dọc đẩy vào thì trang này nó sẽ hiện A3, vẫn còn A3. Muốn chỉnh thành A4 dọc thì mình vô user tool, vô stamp setting, user tool tới stamp setting, tới cái chữ tray paper setting. Tray là cái giấy á, cổ giấy á. Thì là này mình đang ở set cái khay số khay số 3 đây. Khay số 3 chọn A4 dọc. Đây A4 dọc này. Cái hình của nó đây gọi là dọc nè. Còn đây mới ngang nè, ngang là giấy nó để ngang vậy rồi nha. Còn đây dọc. Khi set xong nhấn ok thì nó nhớ vào, nó sẽ A4 dọc. Đó là có nghĩa là mình tự động căn chỉnh giấy. Thứ nhất là để giấy, hai nữa chỉnh mặc định giấy trong user tool. Bây giờ em nhập lại, em làm lại đi ha. Bây giờ vậy này. Anh chỉnh cho em A4 ngang, A4 dọc, A3 ngang và A3 dọc luôn đi. A3 chỉ có một thôi, chứ A3 ok. Thế này, A4 ngang, một A4 dọc và A3 rồi xong. Ok rồi. Đó, đó, đủ rồi đó. Giấy xong. Rồi photo, giả sử giờ có một tờ A3. Bây giờ photo A3 rồi. Photo A3. Lấy cái tờ A3 của mình luôn. Đó A3 này. Rồi A3. A3 thì mình cứ để mặt ngửa lên. Chọn khay A3. Chọn khay A3. Không cần chọn cũng được, để auto nó cũng tự động nó lấy A3, nó không bao giờ lấy A4. Tại nó quét A3, nó hiểu A3, nó lấy A3 này, giờ đang để auto đúng không? Thì giả sử như giả sử mình chọn hai tờ nhấn 2. Số lượng á thì bất thì chọn trên cái bàn phím này. Tờ sau đó nhấn nút start. Nó sẽ tự động nó full A3. Này, full A3. Rất nhanh và rất nguy hiểm, rất nhanh. A4 đi. Thì cái tờ A4 nếu mà nó có tình huống này. Giả sử A4 mình muốn phóng to thành A3. Thì có hai bước. Thứ nhất là để chế độ auto. Để chế độ auto nè. Để chế độ auto. Chọn khay A3. Chọn khay A3.
để chế độ là tự động phóng to thu nhỏ. Dạ. Auto reduce LS là tự động phóng to nhỏ, để khai A3 thì tự động nó phóng lên A3, có cần phải chỉnh bao nhiêu phần trăm á. Tự động nó sẽ phóng lên A3. Em là A4, A3 ngang đọc đi. Dạ, nó tự động nó phóng lên tờ A3. Gọi là auto. Auto thì cũng gì. Ok, slide. A4 đi. Lấy tờ giấy này sử dụng lại. Đó là phóng to thu nhỏ ha, cái đó là phóng to. Còn thu nhỏ ngược lại, giả sử như mình ví dụ như mình có bảng A3 sang A4, một tờ A3. Sang A4. Thì mình chỉnh cũng giống y hồi nãy thôi, để chế độ tự động chọn A4, khai A4. Đúng rồi, chọn khai A4 rồi để auto. Auto, nó ngắn hết ta. Chưa đợi, nó đi quay là nó đang đợi đó. Đợi đang dọ cổ giấy nè. Cho thích đi mới bắt đầu sẵn sàng. Máy này nhiều tiền lắm. Nó sẽ thu nhỏ lại, thấy không? Dạ. Thu nhỏ thành A4. Rồi. Đó, có nghĩa là phóng to thu nhỏ theo chế độ auto tự động. Còn nếu mà mình chỉnh bằng tay cũng có chỉnh được, chỉnh bằng tay. Thì chỉnh bằng tay là mình cách chỗ này. Chỗ này, reduce LS, thấy không? Reduce LS, thấy không? Thì chỗ này nó sẽ ví dụ phần trăm của mình có nhiều lúc mình muốn chỉnh cái này là chỉ có nhỏ chút nữa hay là mình tăng chút nữa thì mình tăng cái độ này cộng trừ đây. Ví dụ như giảm đây là 70 giảm là này. Cái này là đúng là reduce LS thì trong này nó có bao nhiêu phần trăm này, chọn này 65%, thì muốn tinh tăng giảm thì đây cộng trừ, cộng thì lên, trừ nó âm xuống. Thì sau đó nếu mà 55% thì nhắn ok. Hiện giờ nó sẽ thu nhỏ 55%. Giả sử giờ là giả sử thu nhỏ này. Nhỏ 55% thì đây, bằng góc này đúng không? Chọn A4, nhấn nút này, nó thu nhỏ này 55%. Ở cái giới thì mình tự mình căn chỉnh, nó sẽ thu nhỏ là 55%. Rồi 55%. Còn nếu giả sử mình muốn cancel cái đó trở về default thì nhấn nút cancel, nhấn clear mode, nó sẽ về 100 mặc định. Ha, nút clear mode này. Ha, thì cái này những cái khai giấy là em hiểu rồi đúng không? Phóng to thu nhỏ được rồi đó. Bây giờ tới cái phần vấn đề mấy cái nút bên này. Nút remote có nghĩa là lia trở về bằng trạng thái ban đầu. Yeah. Ha, nút này không sử dụng, cái nút này interrupt. Interrupt là giả sử mình đang phô 10 bộ đi. Ví dụ sếp tới nó có nghĩa là có một tờ công văn gấp. Em muốn dừng cái lệnh phía trước đó thì em nhấn nút interrupt thì nó dừng cái bộ đang phô, bây giờ sử mình phô 5 bộ đi thì nó dừng cái đó thì em nhấn nút ta thì nó bỏ tờ giấy bằng gấp. Thì lúc đó em photo cái tờ này đi, xong đó bắt đầu nhắn thì rút lại thì nó sẽ đổ lại cái lệnh cũ. Có nghĩa là cái này là nút dừng tạm thời. Dừng. Ví dụ như giờ sẽ em photo 10 bộ mà máy nó đang chạy mà. Dạ. Rồi người khác cần photo. Đúng rồi, dừng lại. Đúng rồi, nhấn dừng lại. Nhưng mà lát nữa quay lại sao? Quay lại thì em nhắn nút này thì bắt đầu nhắn nút tạm, bắt đầu nó lệnh cũ, dạ. Lệnh cũ nó còn. Ai mà muốn chen ngang vô là. Đúng rồi, nhấn tạm dừng. Xử lý tiếp đi, xong rồi quay lại. Kế bên nút này nó có nút Engine Saver là nút gì? Nút này là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Dạ. À, khi mà nhấn nút này, thì khi mà không xài mình nhấn này, tất cả nguồn điện. Đừng có khởi động máy. Nó mình khởi động là riêng, còn này là nó khi mà chế độ tiết kiệm năng lượng thì lúc đó là nó chỉ... Chế độ nghỉ á. Nghỉ, nó chỉ tốn khoảng 20W thôi. Lúc đó là công suất nó lúc đó là nó thấp. Tiết kiệm điện. Bật lên nhấn nút bất kỳ, nó cũng là nhạy. Khi bất kỳ thì nhấn nó sẽ cho đi rất là nhanh. Còn em tắt máy luôn mở lên thì nó phải chờ trong vòng 15 giây. Còn khi mà mở lên 3 giây là có phô liền. Nó nhanh. Đó, kế bên nút sample copy là nút gì? Sample copy cho sẽ em xếp muốn phô 100 bộ như thế này. Mình không biết chất lượng của 100 bộ như thế nào. Thì em nhấn nút này thì nó sẽ ra một cái bản mẫu á. Ra thử một bản á. Nếu ok thì bắt đầu mình mới nhấn 99 bộ còn lại. Nút sample. Cái nút stop là ngừng, ví dụ như em phô 5 bộ muốn ngừng ở bộ thứ 4 thì nhấn nút này nó sẽ ngừng. Nút này là nút bấm chụp. Bấm đi. Này là bấm chụp. Bấm được đó, bấm cho ra đó. Bấm ra. Còn cái này là main bar là công tắc nè, công tắc nguồn nè. Khi muốn dù giả sử cuối buổi á, mình tắt máy á, tắt đèn thì nó tự động nó sẽ tắt. Khi muốn tắt máy công tắc chính bên kia thì nó sẽ hết cái chớp này. Lúc đó em mới tắt. Giống như máy tính của mình á, giống như cái này nó có ổ cứng. Nếu giả sử mình tắt đột ngột, không có dùng công tắc này, nó sẽ hư ổ cứng. Giống như mình không xích đầu máy. Ha. Khi tắt này xong á, thì em lúc này em tắt cái này. À, nó
sẽ tắt cái đèn này. Dạ. Lúc đó là mình về cuối buổi á, cuối buổi làm. Còn trong 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 khi làm việc thì em chuyển qua tới rồi tiết kiệm năng lượng là được rồi. Dạ. Chứ không ngày, không cần khởi động một lần thôi. Và khởi động một lần cuối ngày thôi. Còn trong ngày thì em chỉ cần nó tự động nó chuyển qua tiết kiệm năng lượng. Rồi bây giờ khởi động lại. Khởi động lại thì nhấn nút này ha. Cuốn nút này không sử dụng, nút này là kỹ thuật thôi. Lock in lock out là nghĩa là khi mà mình vào cái chỗ admin user á, cấp cấp quyền á, cái này cấp quyền sử dụng thì em không để ý. Cái nút này cũng không để ý. Dạ. À. Hai nút này không, cái này không. Không, nút này để em chỉ nha. Nút này giả sử anh em ví dụ tới mà bấm lộn nút này thì màn hình nó sẽ phóng to lên. Đó, thấy không? Thấy màn hình nó khác không? Mình màn hình giống như ở bản demo á, à, thì lúc đó em phải tắt cái đèn này lại nó mới trở lại cho màn hình cũ. Chứ nhiều lúc hướng dẫn lại cho em cái đoạn mà in A4 dọc, A4 ngang đi. Nó hơi phức tạp. A4 ngang, nếu giả sử mình muốn chọn A4 ngang thì để trên này A4 ngang, đúng không? Photo A4 ngang thì để A4 ngang, tự động, auto nó tự động lấy A4 ngang, ha? Đúng không? Còn nếu mà A4 dọc thì mình để A4 dọc trên này. Để dọc kiểu này. À, để này là gọi dọc. Còn xếp cái này thì... đúng rồi, còn xếp còn xếp rồi, xếp mặc định rồi, xếp mặc định rồi, bây giờ không có để ý. Em bây giờ bây giờ chỉ nút giấy thôi, hai ba là bốn dọc, hai bốn là bốn ngàn, hết giấy bỏ giấy rồi, lấy giấy bỏ vô liền, lấy giấy bỏ giấy xếp vô luôn, nó đơn giản thôi, bây giờ cứ mặc định đó thôi, sẽ thế mà làm. Bây giờ anh có thể cài một cái máy không hay là sao? Em có thể cài, em thử cài một cái máy cho anh. Máy nào? Máy này đi. Anh chỉ luôn cho em làm ha. Rồi, Jay Paper Setting tắt. Rồi, mình đang ở khay số 4, đúng rồi. Từ từ. Rồi, ok. Rồi, A5 đâu? A5 đây. Rồi, chết rồi. Bấm cũng không được nữa. Đó. Bấm móng tay. Bấm nhanh, sau đó nhấn ok cho anh nhớ vào. Rồi, Acid thoát ra. Acid sẽ thoát ra. Thoát ra. Rồi, đây A5. Không? Rồi. Đúng không? Rồi. Thì có nghĩa là em bây giờ biết cài những cái khay khác tương tự thôi, làm tương tự. Có giấy đi không? À, bây giờ muốn photo A5. A5 bây giờ giấy là A4 mà, sao photo A5 được. Photo nhỏ phần A5 đó. Nhỏ A5 này. Auto. Auto đi ha. A5. Rồi, ok. Bấm start. Rồi, chạy A4 phần A5. A5 ra. Đúng rồi. Đó, A5 này. Thấy thu nhỏ không? Good. A5. Cái này photo tới mùa thi, photo mùa thi. À, mùa thi. Rồi xong rồi đó, 4 thay. Rồi. Đó. Bây giờ bây giờ sơ đỏ với lại những cái lỗ sơ đỏ. Sơ đỏ thì mình sẽ để dưới này chứ không được để trên này. Chứng minh hộ khẩu gì đó, mình để ví dụ như công ty nhiều lúc lâu có sơ đỏ vô, hay là sơ hóa đơn á, hóa đơn mỏng á thì em phải để dưới này. Khi mà để trên này thì không được bởi vì nó cuốn nó sẽ làm đất. Ha. Thì để dưới này thì để bình thường thôi, ví dụ A4 chọn mình. Để góc này thì giả sử cái tờ đây, tờ bình thường này ha, thì cứ để bình thường thôi em. Ví dụ để cái này để dọc vậy chứ không phải dọc này thôi. Dọc này thì nó đang ở dọc nè, đang dọc. Bấm sắt vào. Nào, sao biết đây nè, bấm phô thôi, có đơn giản nè. Dưới này. Đó. Đó, ô tô dưới này, ô tô dưới mặt gương. A3 cũng để vậy, ví dụ như tờ A3 sổ đỏ thì dĩ này gấp đôi tờ A4 thôi, A3 là gấp đôi tờ A4. Đúng rồi. Tờ A3 thì vậy. Đó. Giả sử tờ sổ đỏ như vậy nè thì để dưới này nè. Photo nếu mà sổ đỏ nó có hai mặt dưới này thì giả. Hai lần. Đúng rồi, thì mình chọn hai mặt nha. Ví dụ như sổ đỏ, giả sử cái này hai mặt đi, sổ đỏ giả sử sổ đỏ vậy nè. Em để một tờ một mặt, nhấn chọn hai mặt nè. Nhấn scan vô một lần. À, scan dùng lần, giả sử đây sổ đỏ đi ha. Nó scan dùng lần, để nguyên luôn này, dở lên. Nó scan dùng một lần, nó chưa ra đâu. Đó, nó hiện lên là after gì đó. Nó nói là mình phải quét mặt thứ hai. Yeah. Đợi xuống quét chứ hả? Đúng rồi, để quay lại cái mặt hai. Hả? Đây là mới quét rồi đúng không? Đúng rồi, nó sẽ quét hai mặt. Cái bản A4 này ra, mình chọn A4 thì nó ra hai mặt là A4. Hai mặt, đây, đó. Anh hiểu không? Còn nếu giả sử sổ đỏ thì mình chọn A3 thì nó sẽ quét A3. Tương tự thôi. Hiểu không?
Rồi anh hướng dẫn mấy cái lỗi thường gặp ở điều kiện là giấy dài hay giấy mỏng, phô hai mặt dưới này vẫn chọn hai mặt bình thường. Thì khi mà phô xong một mặt nó sẽ báo là mình, nó biểu mình là quay mặt thứ hai, sau đó nhấn nút start là nó sẽ ra. Anh chỉ mấy cái lỗi mà hay gặp đi. Rồi. Cái này nó lỗi hay gặp là thứ nhất là cái lỗi là cạc giấy. Cạc giấy thì nó có vị trí, ví dụ trên này là cạc giấy, nó sẽ báo cạc giấy B. B là B phở, chữ B phở nó cạc giấy trên này thì nó bật cái nắp này ra. Đó, nó ghi chữ B nè, thấy không? B2 nè. Thì bật cái này ra, nó sẽ nằm như này. Nó nằm theo hướng này. B1, B2 nè. Hai vị trí này nó sẽ báo, trên này nó sẽ báo dấu cạc giấy, trên này là B1, B2. Lúc đó mình bật ra, lấy tờ giấy cạc, sau đó đóng lại. À, là ok. Bật ra. Vỡ nè, thì nó nằm này. Nó nằm lấy giấy cạc. Có nhiều lúc bản gốc của mình nó dính keo hay là gì đó, nó bình thường. Cái chuyện cạc giấy, cái này nó keo, nó dính keo, nó sẽ cạc. Thì lúc đó mình bật cái nắp này ra, sau đó em lấy tờ giấy cạc. À, nếu mà giấy cứng quá thì em quay cái lúc này. Quay cái này này, nằm trong này này, quay thì nó ra. Dạ. Nè, quay nó kéo tờ giấy ra ha. Quay không? Đây. Đúng. Cái này in một giấy tờ. Quần này đi rồi. Lỗi tiếp. Rồi xong. Thì cái đó là cạc giấy bằng gốc. Còn bản photo thì nó sẽ vị trí bên này. Bật cái này ra. Ha. Thì ở vị trí của mình nó có B này. B với A. Thì giả sử B á, thì mình nó nằm ở vị trí này nè. Thì bật cái này nè. Quay cái này kéo giấy ra. Quay cái này thì tự động giấy nó lên, thì mình lấy giấy ra thôi. Còn nếu giả sử vị trí chỗ này thì mình cứ lòn lòn lấy kéo giấy, hoặc nó nằm giữa chừng kéo xuống. Đúng rồi. Nếu nằm giữa chừng kéo xuống, còn nằm trên này thì kéo lên. Vâng. Là xong. Đó, cạc giấy. Rồi mình đóng lại. Đóng lại. Giả sử mình đóng mà nó hở nên là nó sẽ báo hở. Nó sẽ báo hở cửa không? Thì mình đóng sát lại. Dưới này nó có vị trí hở cửa nè. Ví dụ giả sử cái tay này dưới này nó hở vậy, nó sẽ báo hở dưới này. Em thấy không? Nó sẽ báo mũi tên hở cửa thì đóng cái này cửa. Còn giả sử người thay giấy mà nó vướng trong này thì mình kéo thay giấy ra. Nó nghiêng qua một bên, lấy thay giấy ra thì nó sẽ vướng thay giấy giữa chừng nè. Nếu giấy lên giữa chừng á. Thì lúc đó mình sẽ dưới đây mình sẽ kéo giấy lại, ngược lại. Sau đó đóng thay giấy. Đóng thay giấy thì chỗ này nó có hai con lan. Có hai con lan màu đen không? Thì khi này mình định vị qua nào mình đẩy vào thôi. À, đẩy vào thôi. Rất là nhẹ nhàng. Giấy thì nó ra được này. Kêu anh có số điện thoại thì anh bây giờ sẽ giá số điện thoại. Không, giá máy luôn.